Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục có mặt ở nhà của hai ông cháu của bác ạ. Hôm nay thì cháu Lực xuống đến đây thì thấy là mấy anh em thợ thì cũng đã vận chuyển hết xong xi rồi, và hầu như là chuyến vật liệu mà hôm trước cháu Lực có lấy vào đấy là hiện tại là ở trên là không còn cái gì nữa. Và đến hôm nay cháu được xuống thì thấy là mấy anh em thợ đang tiến hành vào là chuẩn bị đo đạc và đan sát tường của bác. Đấy, còn công việc hôm nay thì sẽ làm gì thì cháu được sẽ ghi hình và cho các bác là cùng biết thêm. Rồi, cháu chào chú Toán nhá. Vâng. Chú gửi một lời chào tới các ông các bạn được chưa? Chào cô chú và anh chị ạ. Công việc của hôm nay chú cháu mình làm cái gì chú? Công việc chú cháu hôm nay thì làm cắt sắt để làm sắt bể đai. Bể sắt để là hôm nay trời mưa không đào được thì cứ làm sắt trước. Thời tiết là mưa mới hôm nay là hôm qua là có mưa không hả chú? Có. Từ hôm qua là với cả sáng nay cũng mưa. Là mưa không làm được mới làm sắt. Thế là đến buổi chiều như này thì là các chú với lại anh thì mới ra đây để mà đan sắt thôi à? Vâng. Cắt sắt thôi à? Vâng. Và đây này thì cháu Lực nhìn thấy là chú Toán chú đang cắt sắt này, để cái sắt này là mình để làm đai đúng không chú? Sắt này để làm đai à? Vâng. Cái này là mình tự chế à chú? Tự chế thôi. Chú này được tầm độ bao nhiêu vòng đấy chú? Cái này cái này được 170 mấy vòng. Cháu thấy là ở chỗ này đến chiều tối như này nhiều dín nhỉ? Đấy là đốt sưng hết cả chân rồi của bác này. Vừa rồi có ra đến đây một chút thôi mà đốt ghê quá của bác này đây. Cái đai nếu mà mình đặt ở ngoài về cũng có chú nhỉ, cái đai này. Vâng, và nếu mà đặt thì bên ngoài thì mình vẫn phải đo đặt, còn lấy bao nhiêu thì mới làm cho. Thế cái thường kích cỡ này mà chú làm thì là hôm nay kích cỡ là bao nhiêu chú? 20 x 20 à? Vâng. Vâng. Vì nó móng. Vâng. Móng là 20 x 20 á? Vâng. Thế còn nếu mà mình làm cái cột thì là bao nhiêu chú? Cột thì 20, 15 hoặc là 17. Vâng. Đây, ở đây thì là nhà của hai ông cháu thì sẽ là bỏ cái phần cột của bác nhá. Vậy thì cháu Lực sẽ không có dùng cột nữa. Ở đây thì cháu Lực cũng đã là tìm hiểu rất là nhiều cái móng nhà cấp 4 người ta làm rồi thì là không cần phải dùng móng. Như chú đi làm cái này thì là nhà cấp 4 thì người ta có hay dùng cột ở nhiều không? Dùng cột đấy. Nó nếu mà mình đổ mái thì mới dùng cột, không đổ mái thì ai có làm thế không? Tức là cháu thấy nhà cấp 4 là hầu như là ở trên bản mình là người ta còn ít khi là dùng sắt để mà làm móng ấy chú nhỉ? Nó chỉ xây gạch thôi. Vâng. Là móng đá. Vâng. Người ta làm móng đá không phải làm móng sắt đúng không? Vâng. Nó không làm móng bê tông này. Vâng. Vâng. Cái này làm sắt thì cũng chắc hơn. Vâng. Tốt hơn. Hôm nay chị với lại hôm nay hai chị kia không ra à? Vợ vâng. Vợ chú với lại vợ anh Toàn không ra à? Vợ anh Toàn, vợ anh Phòng ấy. Do là hôm nay mưa không đào được móng. Vâng. Thì cũng không có việc. Vâng. Trời mưa thì hai anh em thì làm sắt thôi. Có công việc nào là chuẩn bị công việc đấy trước chú nhỉ? Vâng. Đây còn ở dưới này thì là cháu được nhìn thấy là anh Phòng thì anh đang cắt cái phần sắt để mà làm móng nhà của bác ở dưới này ấy. Điện này có cắt được không hả anh Phong? Có, em chào anh Phong nhé. Cháu chào ông bà, cô chú, anh chị. Công việc của anh hôm nay là làm cái gì anh? Anh hôm nay anh làm sắt.
công việc anh làm sát à? Đúng không? À đây, Mạnh đây. Ôi Mạnh ơi, cái đấy nguy hiểm nhá. Có điện không anh? Có, à, anh rút ra. À rút ra rồi à? Nào ra đây xem nào. Ra đây xem nào. Gọi ra đây xem nào. Ra đây. Con chào cậu các bà. Ô, hôm nay là Mạnh ở nhà làm gì đấy? Ở nhà chơi thôi à? Thế ông đi đâu rồi? À ông ở trên nhà Quyết à? Ông hộ Quyết là làm gì ấy? Không biết á? À, tay tay thì là à, có dín nhiều quá này cô bác này, đốt ra sưng hết lên rồi. Làm gì đây? À, à. Không biết là thanh niên này định làm gì đây cô bác này? Như kiểu là giám sát đây nhỉ, Mạnh nhỉ? Hôm qua có mưa to không? Có không à? Hả? Mưa à? Mưa to không? À mưa to. Mưa to này có sợ không? Sợ á? Thế hôm qua Mạnh ngủ đâu? Ngủ nhà bé bên này á? À, hôm qua là Mạnh với lại ông là ngủ nhà bé bên này này cô bác này. Này là anh đang cắt sắt để làm cái gì đây anh Phòng này? Anh đang cắt sắt làm dầm đúng không? Này là để làm dầm đúng không? Đúng rồi. À, toàn bộ sắt này thì sẽ để làm sắt làm dầm hết cô bác ạ. Và thêm là có mấy cây ấy là sẽ sau này sẽ khóa cái tường của nó lại ấy. Mạnh thì không biết là làm gì thế này, có lẽ là đây là ông đang dựng thêm để mà làm chỗ nghỉ ngơi chẳng hạn cô bác. À, nhưng mà à, phải nói là ở chỗ nhà của ông này là rất là nhiều dín cô bác ạ. Này chắc là nếu mà buổi trưa không có quạt là không ngủ được đâu anh nhở, anh Phòng nhở? Không ngủ được em ơi, nhiều dín lắm, muối với nóng. Vâng. Nhà này cất thì nó rất là nóng luôn. Ở khu, ở chỗ khu của ông này thì là rất là như nóng, như kiểu nó kiểu nó thấp hơn cô bác, nóng oi ấy. Vâng. Mấy hôm qua và mấy hôm chở vật liệu ấy thì là thời tiết rất là nóng. Đâu? Chỗ nào anh? Được chưa anh? Đây em giữ rồi đấy. Đây em giữ rồi. Rồi, ok. À, được chưa? Đo xem nào, xem là bao nhiêu mét đấy. Mình cao bao nhiêu ấy, đo xem nào. Đây, chú đeo xem nào. Đây, chú đo xem nào. Đây xem nào, Mạnh ra đây nào. Đứng đứng im nào. Đứng im nào. Nào đứng im, đứng im, đứng im. Hả? Đứng đọc cây sắt nha. Đừng gấm. Đấy, ra đây chú xem nào. Đo xem nào, chiều cao là thanh niên này bao nhiêu đây. Cầm, ngón chân kẹp đây. Ngón chân kẹp. Đây ngón chân kẹp, 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 kẹp. Đấy kẹp vào. Đấy kẹp vào, kẹp, kẹp vào như thế này, kẹp vào như thế này. Kẹp như thế này, đấy ngón chân. Nhấc con chân lên. Đúng rồi. Thế nào? Thẳng lên nhá. Ồ, được 1 mét, được 1m06 của bác ạ. Vậy chiều cao của anh thì cũng có vẻ như là khá là khiêm tốn. Năm nay thì chuẩn bị vào lớp 1 rồi nhưng mà cũng rất là nhỏ con thôi. Đo cái gì nữa? Đấy, hôm nay thì thời tiết cũng không có ủng hộ nên ra là vẫn không thể mà đào móng được cô bác ạ. Đấy nhưng mà tuy nhiên là không đào móng được thì đội thợ đi chuẩn bị làm thêm mà những công việc khác này. Trời nắng cái là đào xong là mấy em thợ là đan cái phần móng xong là làm luôn, đổ luôn. Đúng rồi, chúng tôi là thước lại cái nhá.
không? Vài hộ các chú để làm ấy. Có giữ được không? Dạ. Ông mấy giờ về? Không biết. Ông không biết à? Thả đi. Ông này vừa rồi chắc là lên trên nhà chú, nhà Quyết kia để hộ, hộ nhà Quyết là làm cái gì đấy cô bác ạ? Đấy, máy xúc điểm nọ là mua cho thì hỏng hết rồi này, nghịch nhỉ. Cái này là làm gì đấy hả mày? Làm nhà á? Dạ, thế làm nhà ở như nào? Ở như nào? Chứ nó sập nhá. Nhà. Nó sắp đổ rồi, nhà này. Chú xem này nó đổ không nhá. Bơ. Thi bảo nhau hả? Hả? Cái này. Ê. Thật nha. Đừng có ném đi, thi hỏng hết gạch rồi. Yeah. Gạch này là mạnh nhặt ra kia nhặt từng viên về để mà lên xếp ấy cô bác. À, hiện tại thì vật liệu là không để mà dùng cái gì mà để cái phần nền được cô bác. Chứ bây giờ mà gạch mà chuyển đến đây rồi mà đến lúc mà làm, đến lúc mà đào móng thì lại tiếp tục là chuyển ra, cho nên là sẽ rất là mất công. Cái gì đấy? Cái gì mùi hả? Cắt sắt này mùi thì nó là mạnh, là bịt mũi lại. Cái điện này, cắt này thì có đủ khỏe không anh điện này? Vẫn dùng được đúng không? Cái thanh niên này là chỉ có ở đây để mà nghịch xe rùa thôi. Lâu lâu thì các chú sai phụ giúp vào một chút. Đây ở đây thì là cái phần móng của nó chạy đến đâu là sẽ có sắt là đi vào hết cô bác nhé. Nay đến tối thì làm được tầm độ bao nhiêu vòng hả chú Toán? Đến tối á? Thế chú này làm hết được không? Có. Bây giờ thì vẫn trời vẫn còn khá là sớm á, bây giờ được còn 4 giờ thôi, nhưng mà mùa này thì bắt đầu là tối nhanh hơn rồi nhỉ. Mạnh thì là chỉ biết nhìn là các chú với lại các bác là làm thôi. Mày hát một bài rồi mày. Biết làm kiểu gì đây? Xem nào, làm lại xem nào. Nhớ làm không? Làm lại xem nào. Không biết là giờ học ra cái kiểu điệu mà làm mà nhúc nhúc môi này. Răng thì là hỏng hết rồi. Ra đây lấy cái kim mình nhổ răng ra nhá. Nhá. Lấy kim nhổ răng ra nhá. Lấy cắt sắt để trồng lại. Sau này lấy cái sắt này để trồng cái răng này. Xem nào, xem răng nào, dùng mấy cái rồi, xem nào. Hám một to xem nào. Oh, hám to. Rồi, mấy cái răng cửa trên hàng trên thì bay đâu hết rồi.
Nếu mà mai là trời mưa thì liệu là còn đào được móng không hả chú mai? Nó tạnh mà lúc nào làm được đấy thôi. Tạnh nào làm được đấy thôi nhỉ, bây giờ ấy. Bây giờ nếu mà để mà đợi mưa thì là không thể đợi được các bác ạ. Thời gian trời, thời tiết ủng hộ lúc nào thì chỉ có làm mà lúc đấy thôi. Bên mình thì hết tháng 7 hết, không có mưa. Hết tháng 7 rồi. Mưa thì nó mới ít được. Ừ. Tháng 6, tháng 7 của mình thì cũng còn mưa nhiều lắm. Mưa nhiều nữa. Năm nay năm thì nào cũng thế thôi, nhưng mà năm nay thì có vẻ như là thời tiết mưa nhiều hơn chú Toái thì năm nay ấy. Năm nay mưa nhiều hơn, vừa mưa to hơn. Vâng. Mọi khi năm khác có sạt lở đâu. Năm nay sạt lở hết đường, hết nhà. Thế là đâu đâu cũng bị sạt lở rất là nhiều các bác ạ. Năm nay ấy, năm nay thì phải nói là ở trên Hà Giang thì bị ảnh hưởng những cơn bão, những cơn lũ nó rất là lớn. Hầu như là có những cái gia đình thì là chỉ sau một đêm thôi đã thiệt hại là hàng tỷ đồng rồi. Thôi mình ở đây xin đổi một kia sạt, chuyển hai cái nhà còn bên trên. Không biết còn sạt nữa, nếu mà còn sạt vẫn là chuyển đổi nhà một, nữa. Đổi một á, là chuyển ở đoạn nào chú? Ở đoạn là trên gần thác trên này. Thác trên kia? Trên này này, bên cạnh ấy. Tức là nhưng mà nếu mà chuyển lên thì cả thôn là cũng đi chuyển à? Không, nó đổi nào giúp ở đấy. À. Còn đổi mình cũng bị 5-6 nhà. 5-6 nhà á? Vâng. Cũng chuyển hết rồi à? Ồ, không chuyển nhưng mà vẫn phải đi cả đuổi đi làm ấy. À. Còn chắc ngày mai ngày kia tỉnh mơ là chắc phải đi làm. À. Đấy là đi giúp người ta làm đúng không? Vâng. Nó bị sạt hết vào nhà à chú? Vâng, sập hỏng hết cột nhà. À. Như của chú năm kia cũng chẳng bị. Cột chú gãy hết cột. Xong ấy xin nhà nước cũng cho một ít này về lại. Vâng. Để tả ly. Đỡ hơn. Trước sạt thì mấy lần rồi này. Vâng. Sạt 3 lần, lần thứ 3 thì gãy cả cột thì xá về xem cũng hỗ trợ. Nhưng mà mỗi lần sạt là đợt đấy chú thiệt hại mất là bao nhiêu tiền? Đợt đấy thì mất là không biết nói, bởi vì là nó hỏng con gà, con lợn ấy. Nó lấp nó hết rồi. Một lần hơn 10 triệu. Đầu điểm thi thì mưa, điểm thi thì sao cũng chả xem được, bởi vì là lúc điểm rồi mưa biết. Còn nếu mà ban ngày là sáng thì mình còn xem, nếu mà nó sạt thì mình còn khắc phục được, còn riêng kia thì mình cũng chả dám đi nữa đâu, không may nó lấp luôn mình. Còn đấy là đằng sau là chú đồi đấy cũng cao ấy nhở, đằng sau ấy chú, đằng sau nó cao hơn 10 mét đấy. Ba bốn người có đường bê tông, còn hai đội dưới này có hơn 60 hộ, không có con đường bê tông nào cả. Bây giờ hai đội ở dưới này chả ai làm được gì đâu, chả xây được gì nữa. Đúng rồi. Làm chính phụ thôi, còn nhà thì làm bằng xi thì bởi vì là vận chuyển nó nhiều hơn là mình mua vật liệu. Không có đường thế. Bây giờ cái tiền mà vận chuyển nó đắt ngang bằng cái nhà rồi, nó hơn cái nhà đấy. Đấy, như là thời gian vừa rồi khi mà các bác có theo dõi thì các bác cũng nhìn thấy là mấy anh em thợ là vận chuyển là rất là khó. Cho nên là chúng mình sẽ tiếp tục là đi xem dưới để xem là anh Phòng Vệ Thu là một anh ấy đang làm những cái việc gì này. Ở đây thì là chú hiện tại đang đan lên là những cái đai, các bác, những cái đai để mình nữa phải làm cái phần răng và mẫu. Thời tiết thì là trên kia sương mù rất là nhiều bác trên đây nhá. Buổi tối thì hai ông cháu là sẽ ngủ tạm ở chỗ này buổi tối. Buổi tối là hai ông cháu là ngủ tạm ở phần dưới kia một thời gian nữa các bác. Nước thì ông nọ thì cũng đã mua cho hai ông cháu rồi, thấy là nước về rất là nhiều này, nước về tràn cả ra.
Hôm nọ thì làm cho lúc cũng bận đấy các bác, thì em sân thì cũng có đi xuống đây và bê gạch, là sắp xếp gạch là ra gọn để hết một chỗ, xong là dùng bạt để mà phủ lên. Hiện tại thì ông đang ở trên này nè các bác này, ông thì đang hình như là trả công nhà quyết để làm cái gì đấy. Bây giờ thì sẽ bắt đầu là nhà hai ông cháu bắt đầu sẽ nhiều việc hơn của bác ạ. Bây giờ ấy cát sắp đủ cho anh Phóng. Thế còn hỏng luôn cái máy đấy. Công việc hôm nay của mấy anh em thợ thì cũng chưa tiến triển được cho là bao nhiêu cả các bác ạ. Đấy, trong cái bước đầu mà đang làm nhà, nếu mà buổi sáng nay là buổi sáng nay là không mưa thì mấy anh em thợ là sẽ đến bây giờ là có thể là sẽ đào móng rồi. Cái này là anh đang cắt làm phần gì đây anh bây giờ ấy? Đây là cắt vào phần dầm dọc. Dầm dọc à? Cái phần ngang thì là đủ rồi anh. Sắt này liệu sau này còn đủ cái lanh tô ở trên cửa không anh? Có, đủ. Có à? Như là điện yếu sao anh nhỉ? À. Hiện tại thì đang là kéo điện là nhờ nhà quyết ở trên kia xuống một thời gian các bác ạ. Tí có phải đi đón ông không? Không. Không phải à? Sao lại trả lời như thế hả? Không nhá. Cánh đồng ruộng ở nhà ông thì đấy là cũng lên phát triển rất là tốt các bác ạ. Giờ có đạm bón thì là đang này, có đạm bón là đúng thời điểm luôn này. Mình chỉ hát một bài thôi nào, không biết hát đâu. Ngại các bác ạ, lúc mà không ghi hình thì là hát rất là nhiều. Một phần là vừa chơi thôi. Phải công nhận rằng là đến buổi chiều là xuống đây là có rất là nhiều dín các bác ạ. Về buổi trưa nếu mà không có máy quạt thì mấy anh em thợ là không thể ngủ trưa được. Nhà của hai ông cháu thì mấy anh em thợ là dự tính là sẽ tầm một tháng thì sẽ làm xong các bác ạ.
Ê, tí nó trúng chú ở đây à. Nên hầu như là vật liệu thì tất cả mọi cái thì cũng xem là gần đủ rồi bác. Ở đây thì có vẻ như là cái phần cắt này sẽ còn cân phát này thì cân phát cắt này thì là còn ít hơn một chút. Đấy, nhưng mà sau khi mà mấy anh em thợ dùng hết cắt này thì mấy anh em thợ sẽ tiếp tục là xuống cái kia để mà tiếp tục là lấy cắt về. Cái này có phải là làm cho nhà Mạnh không hay là làm nhà ông? Đây là làm nhà ông hay làm nhà Mạnh? Lấy chú xem nào. Cái này làm nhà cho ông đúng không? Hay là làm nhà cho Mạnh? Hay là làm nhà cho chú? Đôi lúc thì vui vui thì nói chuyện là rất là nhiều bác. Đôi lúc thì là hơi buồn thì là nói hơi ít một chút. Đấy, trẻ con thì tính là như vậy của bác ạ. Mỗi lúc một kiểu. Lúc nào mà vui vui thì mới nói nhiều. Đấy, nhưng mà hầu như là Mạnh là đen rất là nhanh của bác ạ. Đấy, đằng sau lưng này thì đen xi này. Làm cái gì ấy Mạnh? Hả? Hả? Biết là nhìn thấy thêm thế gì cái gì nữa đây? Cái gì đây? Đá. Đá? Xem nào, chú xem nào. Chú xem đá đây nào. Đây là... Ồ, đá gì vào trong đấy nhỉ? Chưa kể tắc thủy tinh thôi. Trẻ con thì chỉ có nghịch cường đá thì cắt là giỏi thôi. Ông đi đến mấy giờ mới về hả mày? Không biết được ông á? Nhà Quyết chưa làm xong thì chắc là chưa về được. Ở đây thì là trước đào nền ấy, nhà Quyết cũng có gia hộ ông rất là nhiều cô bác ạ. Thế là gọi ông rồi đấy. Đây, sau một thời gian mà mưa nhiều cô bác nhá, thì là phần phía trước mặt này cô bác này thì không có bị ảnh hưởng là bị sạt hay là có bị rạn nứt là lún gì cả. Ai dạy Mạnh làm ấy? Hả? Ai dạy làm ấy? Mấy hôm nữa là đi học lớp 1 rồi, bây giờ thì sắp chuẩn bị là vào học rồi cô bác ạ. Hôm nay thì có biết là Mạnh có ngủ ở trong không? Cô giáo bảo cho Mạnh ngủ ở trong trường, Mạnh có ngủ không? Ngủ à? Trả lời xem nào, trả lời xem nào. Bỏ ra xem nào, chú xem nào, chú xem nào, chú xem nào. Này, thanh này là để làm gì đây anh Thanh này? À, nó dư ra à? Mấy cái thanh này thì cắt ra là sau này vẫn để mà... Vâng. Đây là hiện tại là anh đang cắt cái phần là ngang với lại dọc trước. Còn ở phía trong này nữa các bác nhá. Trong này nữa là cái móng nó chạy đến đâu là sẽ có sắt là đến đấy. Hầu như là ngôi nhà cấp 4 ấy, thì là các anh nói là đi làm ngôi nhà nào cũng không hề có sắt đâu. Đấy, chỉ là cái nhà tầng thì người ta mới để sắt vào thôi. Đấy, nhưng mà nhà của hai ông cháu thì nó lại khác cô bác ạ. Cháu Lực là để sắt ở cái phần móng. Đấy, nhưng mà cột thì cháu Lực sẽ không có để nữa. Không có để cột lên nữa thì kinh phí của nó là nó sẽ đỡ hơn một chút. Hiện tại thì cái phần kinh phí đấy cô bác, cháu Lực cũng chia sẻ lên khá là nhiều rồi. Thì kinh phí của nó, kinh phí của nhà cháu thì chưa có đủ đâu. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì cháu Lực vẫn bắt đầu để mà tiến hành vào làm. Thì rất là mong trong thời gian khi mà cháu Lực đi vào thực hiện đấy thì sẽ nhận được thêm những cái sự hỗ trợ cũng như là trợ duyên của các ông, các bà dành tặng tới cho hai ông cháu để cho hai ông cháu là đủ kinh phí để mà làm nhà của bác nhé. Nếu mà dư ra một chút thì... điều đấy thì lại tuyệt vời quá cô bác ạ. Thế Mạnh buổi tối nay ăn cơm ở nhà hay là ăn cơm nhà Quyết? Hả? Tối nay ăn cơm ở đâu? Tối ăn cơm ở đâu?
Ở nhà Quyết à? Nhà Quyết. Ở nhà à? Có vẻ như là đang buồn bực gì đấy cô bác này. Nhưng mà trông nó rất là đáng yêu. Cháu Lực thử ghi hình từ xa cho các bác là nhìn cái hành động của em Mạnh một chút cô bác nhé. Nhìn vào khuôn mặt là rất là ngơ ngơ này, đáng yêu này. Biết là ghi hình rồi các bác ạ. Khi mà ông đi trả công hay là đi làm cái gì đó thì thanh niên này cũng biết là ở nhà và cùng các chú để mà làm ấy. Thế nói mà nói làm thì là vẫn chưa có làm được, chỉ là gọi là chơi thôi. Đấy, công việc của mấy anh em thợ hôm nay thì là chỉ có làm mà như thế thôi các bác. Bây giờ thì chúng khá là tối luôn. Thì, chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái video này thôi các bác, và xin cảm ơn các bác rất là nhiều, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Mạnh gửi một lời chào tạm biệt tới các ông các bà nào. Xin chào tạm biệt các ông các bà. Rồi bye bye các ông bà nào. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng các bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.